Hello các bạn, hôm nay mình đi làm về, mình thèm món bò xào cải làng đó các bạn. Thì mình cũng đã ghé chợ mua được một số rau quả và thịt bò về để xào. Thì đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra món này ha các bạn ha. Trước tiên thì mình cần phải có thịt bò nè các bạn. Cái này nhiêu đây thì là gần 1 pound thịt bò nha các bạn. Rồi mình ghé chợ đó, mình mua rồi tiện mình nhờ họ cắt ra giùm cho mình luôn. Và đây là thịt bò, rồi 1/8 cốc nước tương, một muỗng canh nước lọc đó các bạn, và muối tiêu đường, bột tỏi, bột bắp và oyster sauce đó các bạn, dầu hào và tí xíu dầu mè. Và rau thì mình gồm có rau cải làng, hành tây và cà rốt và tỏi. Thì bây giờ mình có đầy đủ hết các nguyên liệu rồi thì mình bắt tay vào mình ướp thịt nha các bạn nhé. Bây giờ cái này các bạn, thì bây giờ mình đi từng thứ một với các bạn ha. Đây là thịt bò nè, thì trước tiên là mình sẽ cho nước đó các bạn, cho tí xíu nước vào, rồi mình sẽ cho nước tương nè các bạn, mình cho vào luôn, rồi mình cho muối tiêu đường đó các bạn, mình trộn vào hết luôn. Rồi mình sẽ cho một cái bột tỏi, các bạn thích bao nhiêu các bạn cho nha. Mình thì thích bột tỏi lắm nên mình cho cũng ok, cũng khá nhiều đó các bạn. Rồi mình cho một tí xíu cái oyster sauce các bạn ha. Rồi bây giờ xong rồi đó thì bắt đầu mình trộn nó lên. Các bạn mình cứ chịu khó làm cái thịt bò này á, thì mình làm á, các bạn thấy nó ra nước nhiều lắm á. Nãy mình đổ nước tương với nước lão vô, nước lọc vô á, thì bây giờ mình cứ chịu khó mình bóp một tí, các bạn bóp một tí là nó ngấm các gia vị vào rồi nó sẽ rút nước lại hết. Rồi các bạn làm như vậy thì cái thịt á nó sẽ rất là mà giống như là ngấm vô ngon lắm á các bạn. Các bạn thấy bây giờ nó ngấm hết rồi nè, nó đâu còn một tí xíu nước nào nữa đâu. Thì bây giờ bắt đầu mình cho cái bột bắp vào ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình cho là nguyên một muỗng canh bột bắp này luôn nè các bạn. Các bạn có đi ăn cái nhà hàng tàu á, các bạn có để ý không á, là trong cái thịt của nó đó, khi mà mình nhìn thấy nó xào á, mình thấy nó hơi có cái độ dính dính sền sệt, đó là tại vì họ cho cái bột bắp này nè các bạn. Mình ăn mình để ý rồi bắt đầu mình bắt chước mình làm theo thì ra thì thấy nó giống đó các bạn à. Cho nên đó thôi mình mới phải cho tí bột bắp này nọ vô các bạn ha. Rồi các bạn, bây giờ mình cho một tí xíu dầu mè vào. Trộn nó lên tí xíu, nó bóp tí cho nó ngấm vô. Rồi bây giờ mình đã xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cứ để nó như vậy rồi mình ra mình cắt rau quả ha các bạn ha. Mình thích cắt làm sao thì mình cắt kiểu nào, ngày hôm nay mình muốn nó dài dài vậy nè. Rồi các bạn ơi, mình cũng đã cắt xong hết các thứ rồi nè các bạn, đủ màu đẹp không các bạn. Rồi, và thịt bò cũng đã ngấm rồi, bây giờ mình qua bên kia mình xào thịt bò các bạn nha. Cái món này các bạn là mình phải cho tí xíu dầu, thật sự là dầu phải hơi nhiều hơn những cái loại mình xào thường ha các bạn ha.
thơm lắm luôn á các bạn. Nhưng mà thịt bò tỏi á, cái món này thì hơi mập thôi các bạn ha, ăn hơi nhiều dầu tí xíu. Mình thấy cũng đã được rồi, nó sáng sáng rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho các loại rau quả mình vào nha. Mình là cho cà rốt vô trước nha, với lại cái củ, mấy cái cuốn đó các bạn, nó cứng á, mình cho vô trước. Cho luôn các thứ vào luôn. Rồi các bạn ơi, mình xào xong hết rồi nè, mau hơn các bạn. Vậy là được một đĩa thịt bò xào rồi đó các bạn ơi. Bạn ơi, đây là thành phẩm món bò xào cải làng theo kiểu của mình làm đó các bạn. Nãy giờ các bạn thấy mình làm cũng rất là nhanh ha các bạn ha. Nếu mà các bạn có thích thì các bạn làm thử cho gia đình dùng thử nha. Mình mời các bạn dùng bữa cơm tối với vợ chồng mình tối nay.